Rồi, xin chào các bạn, tôi là Hồng, CEO founder của Mona. Hệ thống website và phần mềm điều hành chủ mức ở Mona là bao gồm website, phần mềm quản lý, ứng dụng di động, extension và rất nhiều web on khác hỗ trợ cho cái việc kinh doanh mảng nhập hàng Trung Quốc này. Đồng thời Mona còn cung cấp rất là nhiều những giải pháp digital marketing khác như là SEO, media hay là ad để mà tìm kiếm khách hàng thêm trong mảng nhập hàng Trung Quốc. Trong 8 năm qua với 500 mấy khách hàng thì Mona vẫn luôn update trong năm 2023 này thì phiên bản 6.0 sẽ có gì, mời các bạn theo dõi ở cái video sắp tới. Chào các bạn, mình là Tuấn, giám đốc kinh doanh của The Mona. Thì như các bạn cũng đã biết thì cho tới thời điểm hiện tại thì hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona Software vẫn đang là hệ thống đứng đầu, chiếm lĩnh thị trường và có tới 95% các doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc đang sử dụng hệ sinh thái sản phẩm của chúng tôi. Dù tiên phong và đứng vững top đầu ngành kể từ năm 2019 và đáp ứng tới 99% nghiệp vụ cho các doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nâng cấp, không ngừng nghiên cứu, chỉnh sửa và cập nhật. Chúng tôi đã có tổng cộng 6 big update lớn và hàng ngàn update nhỏ liên tục trong suốt 6 năm qua. Và gần đây nhất là vào đầu năm 2023, chúng tôi đã hoàn thiện nâng cấp cho phiên bản Big Update 6.0. Với phiên bản Big Update 6.0 lần này thì hệ thống nhập hàng Trung Quốc của chúng tôi mang đến sự thay đổi lớn trong việc áp dụng những công nghệ mới, tối ưu về mặt giao diện, chức năng và trải nghiệm của cả người dùng ở cả website, phần mềm và app mobile. Hệ thống sẽ có sự hoàn thiện hơn, website của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn và tối ưu chuẩn SEO hơn. Phần mềm sẽ có tốc độ hoạt động nhanh hơn, extension độc quyền hoạt động ổn định và liên tục cập nhật theo các sự thay đổi của các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, đồng thời vẫn kết hợp với các nghiệp vụ đã được chuẩn chỉnh từ các phiên bản trước đó. Đối với giao diện website thì sau một thời gian tìm hiểu về thị trường nhập hàng, Mona đã nghiên cứu và cho ra mắt hai bộ website chuyên biệt và đã được cân chỉnh về mặt UX UI để phù hợp với lại hai loại đối tượng là B2B là các doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm cho công ty và B2C là các doanh nghiệp bán hàng cho khách lẻ. Ở phiên bản hiện tại, hiệu năng hệ thống đã tăng gấp 4 lần so với phiên bản trước đó. Chúng ta chỉ mất 0.5 giây cho mỗi thao tác. Để tối ưu hiệu năng của hệ thống nhập hàng Trung Quốc thì công ty đã phải đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn, đó là đập đi xây lại toàn bộ hệ thống bằng việc sử dụng Netcat để xây dựng giao diện, kết hợp Netcore API và cơ sở dữ liệu SQL Server cũng như là các thư viện khác như Socket.io, HangFi, AnDesign. Về nghiệp vụ, chúng tôi có thứ nhất, mua hàng hộ từ các sàn thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc. Thứ hai, vận chuyển hàng hộ hai chiều Việt Trung. Và thứ ba là thanh toán hộ hóa đơn nhân dân tệ. Và đó là ba nghiệp vụ lớn mà Mona tự hào nói rằng mình đã hoàn thiện vào hoàn hảo nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ở phiên bản 6.0 lần này, Mona còn tích hợp vào phần mềm những hạng mục sau đây. Thứ nhất là nghiệp vụ quản lý xuất nhập khẩu. Thứ hai là nghiệp vụ logistics cargo vận chuyển hàng xuyên quốc gia. Và thứ ba là nghiệp vụ hỗ trợ tìm nguồn hàng cho đối tác doanh nghiệp. Mona không ngừng mở rộng phần mềm để đáp ứng theo nhu cầu phát triển của quý khách hàng. Một điểm đặc biệt nữa trong phiên bản Big Update 6.0 lần này đó là chúng tôi đã mang vào 16 plugin độc quyền do đội ngũ nhân sự của Mona tự nghiên cứu và phát triển ra nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm hệ thống chuyển khoản tự báo có thay thế cho ví điện tử, hệ thống kiểm tra tình trạng đơn hàng tự động, hệ thống quản lý và phân phối affiliate, vân vân và vân vân. VBS cũng được chúng tôi đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu cũng như là hệ thống hoạt động ổn định hơn, qua đó giúp cho doanh nghiệp được vận hành hệ thống một cách xuyên suốt và không bị lỗi vặt. Mona đã đầu tư hạ tầng cloud với cấu hình mạnh mẽ, có thể phục vụ lượng truy cập lớn và xử lý phức tạp của phần mềm nhập hàng Trung Quốc. Chúng tôi phát triển ra sản phẩm nhập hàng Trung Quốc nên chúng tôi biết cấu hình và phần mềm nào tốt nhất cho sản phẩm của mình. Và Mona còn có hệ thống monitoring tự động kiểm tra 24/7 để có thể xử lý sự cố của các khách hàng nhập hàng Trung Quốc kịp thời. Website, phần mềm demo, bộ video nghiệp vụ và toàn bộ tất cả những thông tin mà bạn cần để quản trị và tìm kiếm khách hàng đối với mạng nhập hàng Trung Quốc này thì các bạn có thể truy cập vào hai đường link website nhaphang.com và mona.software. Hoặc nếu như bạn cần tư vấn trực tiếp từ chuyên gia của chúng tôi thì hãy gọi ngay hotline 1900 636 648 nhé. Trải qua nhiều năm vận hành nhưng chúng tôi vẫn tự tin rằng hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona vẫn luôn đảm bảo tính toàn diện và hoàn thiện nhất. Có một sự thật đã được chứng minh rằng 9 trên 10 kết quả tìm kiếm trên Google đều là khách hàng của Mona, hoặc thậm chí 28 trên 30 kết quả tìm kiếm ở những trang kế tiếp đều cho ra một kết quả tương tự. Không chỉ thiết kế lập trình phần mềm quản trị xong và bỏ đó cho khách hàng, chúng tôi còn có hẳn một bộ tài liệu nghiệp vụ đào tạo bài bản chuyên nghiệp chỉ dẫn bạn từ A đến Z cụ thể từng tính năng một, cho nên bạn không cần phải lo lắng rằng mình không phải là người rành về công nghệ. Cùng với bộ nghiệp vụ, chúng tôi còn có một đội ngũ support 24/7 hỗ trợ tận tình giải đáp thắc mắc cũng như là xử lý nhanh chóng các cái tình huống. Nhập hàng Trung Quốc là một lĩnh vực phức tạp nhất nhì hiện nay, bao gồm rất nhiều nghiệp vụ ở trong đó. Để có thể phát triển được một hệ thống toàn diện bài bản mà cho tới không mấy đơn vị có thể thực hiện được như chúng tôi thì Mona đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và chất xám trong suốt hơn 8 năm qua. Vì vậy mà mỗi nhân viên tại Mona đều rành về nghiệp vụ hệ thống nhập hàng Trung Quốc.
và các bạn ấy hoàn toàn có thể tư vấn cho các bạn bất cứ một lĩnh vực nào xoay quanh vấn đề về hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona. Có một thực tế là nếu như bạn tự thuê team in-house, tự thuê lập trình viên về thì nội chuyện bạn phải giải thích cho lập trình viên về nghiệp vụ cũng là mãi mãi không xong và sẽ luôn là làm sai. Nhưng tại Mona thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện đó, bởi vì chúng tôi tự tin rằng ở một khía cạnh nào đó thì chúng tôi còn am hiểu về ngành hàng, về nghiệp vụ nhập hàng Trung Quốc hơn cả chính bạn. Đó là lý do vì sao hệ thống của chúng tôi đã sừng sững đứng vững ở vị trí top 1 và chiếm tới 95% thị phần nhập hàng Trung Quốc tại Việt Nam trong hơn 5 năm qua. Vấn đề bảo mật cũng được chúng tôi ưu tiên chú trọng ở mức độ cao nhất. Đầu tiên đó chính là bảo mật từ những kẻ tấn công từ bên ngoài. Những hacker có ý đồ xấu tấn công hệ thống của bạn thì Mona sẽ có những giải pháp để ngăn chặn chuyện này. Kế đến, hệ thống phân quyền giúp cho doanh nghiệp của bạn có thể bảo mật được thông tin ngay trong nội bộ của mình. Nếu như bạn đang lo lắng về việc tuồn dữ liệu ra, rò rỉ thông tin từ những bạn IT, nhân viên nội bộ của mình nhằm phục vụ mục đích kinh doanh hay bán thông tin thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm, chúng tôi sẽ có những giải pháp để ngăn chặn những trường hợp khó nhằn như thế này. Và điều quan trọng là chúng tôi luôn cam kết rằng là ngay cả bản thân của Mona cũng sẽ không sử dụng dữ liệu của khách hàng cho bất kỳ mục đích gì, vì đạo đức kinh doanh và cũng như danh dự của một công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường. Và ngay cả bản thân các nhân viên của Mona cũng sẽ không bao giờ kinh doanh ngành hàng này, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Mona là lựa chọn dĩ nhiên của bạn nếu như bạn đang làm mạng nhập hàng Trung Quốc. Ngoại trừ việc quản trị công ty tốt hơn, chúng tôi còn đồng hành cùng với bạn trong việc tìm kiếm khách hàng bằng các dịch vụ digital marketing, SEO, sản xuất hình ảnh, content marketing để giúp tăng uy tín của bạn trong mắt khách hàng hơn. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi Mona luôn ưu tiên cho các khách hàng thân thiết. Để nhận được sự tư vấn hoàn thiện nhất về hệ thống nhập hàng Trung Quốc, hãy liên hệ ngay hotline 1900 636 648